Phát hiện loài cá cổ xưa to như con người, có phổi để hít thở. Những con cá vây tay cổ đã tuyệt chủng, hóa ra có còn phổi để hít thở như con người. Cá vây tay là một loài cá sống dưới biển sâu đã bị tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước. Hóa thạch còn sót lại của loài cá khổng lồ này cho thấy chúng có hệ thống phổi nằm dưới bụng để hít thở như con người. Trong quá trình tiến hóa, rất có thể phổi đã bị biến mất dần và không còn tồn tại trong những loài cá vây tay hiện nay. Loài cá vây tay hiện nay đều hô hấp qua mang giống như tất cả các loài cá khác. Tuy nhiên, tổ tiên cá vây tay của chúng đã thở bằng phổi. Vào đại trung sinh, một số loài cá vây tay sống dưới biển sâu phải thay đổi để phù hợp với môi trường. Áp lực oxy thấp có thể gây hại cho phổi, khiến cá vây tay dần triệt tiêu bộ phận này để thích nghi. Paulo Risto, tác giả nghiên cứu phổi của cá vây tay thuộc Đại học Rio de Janeiro cho biết, điều này có thể lý giải tại sao cá vây tay vẫn còn sống sót sau sự kiện tuyệt chủng của loài khủng long vào 66 triệu năm trước. Những hóa thạch cá vây tay có niên đại vào khoảng 400 triệu năm trước. Ban đầu, các nhà khoa học tin rằng cá vây tay đã bị tuyệt chủng cùng thời điểm với khủng long vào khoảng 250 tới 66 triệu năm trước. Đến năm 1938, một con cá vây tay bị bắt ngoài khơi bờ biển Nam Phi. Nhiều người gọi cá vây tay thời hiện đại là cá hồi sinh. Những con cá tưởng chừng như đã tuyệt chủng vẫn còn sống trong thời đại mới. Kể từ đó, một vài loài cá có liên quan đến cá vây tay được tìm thấy ngoài khơi Indonesia. Các nhà khoa học coi cá vây tay hiện đại là hóa thạch sống trong nghiên cứu của mình. Cũng có nhiều giả thiết cho rằng cá vây tay từng tiến hóa thành những sinh vật bốn chân đầu tiên. Vì vây của chúng chuyển động giống như những bước đi của động vật bốn chân. Một con cá vây tay bình thường có thể dài 2 mét, nặng 91 kg và sống tới 60 năm, tương đương với một người bình thường. Cá vây tay có cột sống, có màng răng và hàm cho phép nó có thể mở rộng miệng để nuốt con mồi. Hiện rất ít người biết cá vây tay sinh sống ra sao, ăn gì, cách sinh sản của chúng, cũng như số lượng còn lại của cá vây tay trên thế giới. Các nhà khoa học phát hiện ra bằng chứng về phổi trên cá vây tay cổ xưa nhờ máy quét cá con và cá trưởng thành, đồng thời tái tạo lại mô hình cá vây tay bằng máy in 3D. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí. Để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.